không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Thuyền gia, thuyền này đi đâu? Đi Tàu Châu, cô nương lúc lên thuyền ta đã nói với cô rồi mà. Ta muốn về Quảng Châu. Hả? Đi Quảng Châu? Phải, làm ơn đi, ta gấp lắm. Cái gì? Tống Thế Kiệt là gian phục của Liễu Thanh à? Hèn chi hắn đã giết chết Dương Hổ. Không ngờ hắn giống như một thư sinh yếu đuối mà lại hung dữ như vậy. Hề chết chứ Hoàng Mẫu Đơn á, làm mà cũng phong lưu. Dương Liễu Thanh thật là sắc sảo. Đàn ông các người á, vì con hồ ly tinh, việc gì mà không làm cho nó. Thường ngày á, làm như là mình thương vợ lắm. Dù sao á, cũng là đàn ông đó mà. Chuyện gì chứ? Anh đi. Tống Thế Kiệt, ta đã làm người rồi. Ê, con à, sao Thế Kiệt lại giết người chứ hả? Ê, cũng là bị cái người đàn bà đó hại thôi. Mợ hai à, cậu hai không có muốn làm gì đâu. Không muốn? Hắn sáng suốt như vậy, nếu không lằng nhằng với người đàn bà đó đâu có bị mắc bẫy chứ. Mợ hai, công tử là chồng của mợ mà. Lúc này mợ không ủng hộ cậu, có ai ủng hộ cậu nữa? Phải rồi đó cô hai à. Cậu hai một lòng với cô mà sao làm lỗi với cô chứ. Lỡ như thiệt là có, cũng tại con hồ ly tinh đó nó báo hại mà. Cặp mắt câu hồn của nó, ai nhìn vô cũng thấy chết người. Huống chi là cậu hai hả? Nói chuyện như vậy mới giống là con người đó. Người có lỡ tai, ngứa có lỡ móng. Đàn ông mà, ai mà không háo sắc chứ. Trên đầu chữ sắc có một con dao, thử hỏi một con dao khứa trúng à. Ê, cầm miệng đi. Mợ hai, mợ hai à. Đừng có đi mà mợ hai. Trong lúc này Thế Kiệt không thể thiếu con đâu. Là bởi vì chúng ta là người một nhà mà. Bây giờ con đi tìm hắn. Nếu hắn làm lỗi với con sẽ giết hắn ngay. Mợ hai, mợ hai, mợ hai. Tâm tâm, mực mực, lẫm lẫm, tâm tâm, thề thề, thảm thảm. Linh Lung, Linh Lung, em về tới hả? Em đi đâu vậy? Bây giờ em hỏi anh, chuyện với anh và Dương Liễu Thanh có tiền hay không? Cái em cũng không tin. Cái người đàn bà đó gài bẫy hãm hại anh thôi. Em hỏi anh, giữa anh và nó có chân tình hay không? Anh phải suy nghĩ. Không, không có. Tay và cổ đều trong sạch. Ta tài với ông trời. Nếu như ta có làm gì có lỗi với lại phu nhân, ta bị ông trời đánh chết không toàn thầy. Sao anh đi Hàng Châu không báo với em? Còn nữa, biết cổ có tội mà vẫn làm chứng không giả cho cổ là vì cái gì? Bởi vì bởi vì anh lại phải suy nghĩ. Nghe anh nói. Linh Lung à, khoan đi đã. Khoan đi Linh Lung, Linh Lung. Cục đá này ngày đầu tiên quen nhau anh đã tặng cho em. Trên đó có chữ viết bằng tay trái của anh. Nếu như bị quan phủ kiếm được thì anh chết chắc. Nhưng mà anh không dục bỏ, vì trên thế gian không có ai quan trọng hơn em. Anh vẫn giữ nó ở bên cạnh. Cho dù nguy hiểm cách mấy, anh cũng giữ lại nó, không làm mất nó. Linh Lung, anh không sợ chết, chỉ lo là em không tin anh thôi. Anh yên tâm, em nhất định cứu anh ra ngoài. Anh yên tâm, em nhất định cứu anh ra ngoài. Ai đó? Sao gió lớn quá vậy?
Cái đồ chó chết, ban đêm mà sủa cái gì? Còn sủa nữa hả? Thiệt là tức quá. Cái con chó này chạy đâu mất tiêu rồi. Đi, chó đi, đi. Chó à, thiệt dễ thương. Chó à, ngoan nha. Đi đi. Lão gia, mà hai giờ tới kìa. Cô hai. Linh Lung, sao rồi, xong xuôi hết chưa? Ý, hai người cũng đã trở về hả? Chuyện mà lão gia căn dặn đã làm xong rồi. Vậy là được rồi. Cha, bây giờ phải làm sao? Nếu như mọi việc sẵn sàng thì mình nghĩ cho thông suốt để ngày mai tranh kiện cho Thế Kiệt. Thì cha, thì là vất vả cho cha. Vất vả cho cha? Không có đâu, vất vả cho con thì có. Ngày mai Thế Kiệt nhờ con thưa kiện đó. Con hả? Cô hai, cô đi kiện cho cậu hai. Có phải đâu. Vì các người nghĩ là ai đây? Là ta. Ê, ta đã hồi hưu rồi. Ta đâu có được chứ. Ê à, mợ hai à, đừng có ta nữa. Nếu không phải lão gia thì mợ hai chứ còn ai. Biểu con muốn vào muốn gươm thì còn biết. Biểu con thưa kiện con không biết đâu. Ê, yên tâm đi, có ta chống lưng mà. Bình tĩnh đi, không cần sợ. Linh Lung, tướng công ta Tống Thế Kiệt bị người ta vu oan là hung thủ giết Dương Hổ, ta phải trắng án cho chồng. Chờ chút đi. Tống Thế Kiệt sao lại có gian tình với người đàn bà khác? Vậy nghĩa là bà lớn đánh bà nhỏ hả? Tống Bạch Thị, bà muốn trắng án cho chồng của bà là Tống Thế Kiệt để giết chết họ Dương phải không? Dạ phải đại nhân. To gan. Vụ án Tống Thế Kiệt giết Dương Hổ đã có chứng cứ rành rành, đâu có tới phiền bà ngụy biện cho hắn. Bà muốn trắng án cho hắn hả? Thật là cố chấp ngang ngược. Đại nhân, người nói như vậy là sai. Vụ án này chưa được phán xử, chồng ta còn cơ hội rửa thoát tội tình nghi giết người. Đúng vậy. Nè đại nhân, người nghe không, bà con đều nói như vậy. Yên lặng. Đại nhân, ta quả thật có chứng cứ chứng tỏ chồng ta bị oan. Chúng ta là dân giang hồ, người kính trọng ta, ta kính nể người. Nếu như người không rửa oan cho chồng ta, coi bộ thật là khó phục lòng người. Được, ta cho bà một cơ hội. Tạ ơn đại nhân. Truyền Tống Thế Kiệt. Truyền Tống Thế Kiệt. Lão già, không ngờ mợ hai đánh võ giỏi mà thư kiện cũng đâu có tệ. Đi. Chờ. Thế Kiệt, thiếu gia. Thế Công, có sao không? Anh không gì. Thế Công. Đại nhân, người dạy thú hạ cỡ nào? Sao hành hạ Thế Công ta? Tống Bạch Thị, bà còn kêu réo ôm sòm, ta sẽ phán bà cái tội phá rối công đường. Ta không. Linh Lung, bình tĩnh lại, làm trại sự phải bình tĩnh. Ta không sao. Được, vô ra ta không tính với người. Bây giờ ta ở đây quyết phân hơn kém. Nè nè, mợ hai có đánh ông Quang không vậy? Không đâu, bây giờ mợ hai đang tranh kiện mà. Sao mợ hai lại ra tay chứ? Không phải đâu, ta thấy mợ hai kích động lắm á. Ê, các người đừng lo, ta dạy nó đi tranh kiện thì cũng giống như là thanh toán với lại dân giang hồ vậy, phải lao mình vô. Tống Bạch Thị, bà nói bà có chứng cứ có thể chứng minh chồng của bà không phải là hung thủ, vậy chứng cứ đâu? Xin hỏi đại nhân, người có chứng cứ gì để chứng tỏ chồng ta là hung thủ? Tống Thế Kiệt đã có ân oán, hơn nữa họ cùng yêu người thiếp của Dương Hổ là Dương Liễu Thành. Hắn biết được Dương Liễu Thành bị bạc đãi, cho nên ôm hận trong lòng, có ý sát nhân.
hắn tìm cơ hội từ đỉnh tháp Lục Hòa xô Dương Hổ xuống. Hắn tưởng là không ai biết chuyện này, không ngờ đã để quên lại chiếc giày. Bây giờ đã có chứng cứ đầy đủ, hắn còn gì để mà nói nữa chứ? Đại nhân, động cơ và chứng cứ đại nhân nó vốn không được thành lập. Bà nói vậy là gì? Anh Đông Anh Tinh. Dạ dạ. Nè, cái bảo đó đựng cái gì? Đại nhân, người đổ ra coi rồi sẽ biết. Quý trời, đại nhân à, là xác chết của con chó. Hả? Ta sẽ đem xác chết con chó vô công đường. Đại nhân, người còn nói hả? Con chó này vốn là thông minh lanh lợi, sao người lại giết nó? Ta đâu có giết nó. Đại nhân, người đừng có chối. Con chó này tên là Dượng Tài, là một con chó hoang, thường ngày sống lang thang còn đường cái Dương phủ. Tối hôm qua, hai đầu bọc của ta thấy người có tranh chấp với con Dượng Tài, và con chó đã bị giết chết ở ngoài đường. Như vậy không phải người giết thì ai giết? Như vậy đại nhân có động cơ giết Dượng Tài. Người nói bậy. Đêm qua con chó nó sủa om sùm, ta ra ngoài để đuổi nó đi thôi chứ không có giết nó. Đừng có vu oan cho ta. Nói đúng lắm đại nhân, người đã chửi nó, vậy là không có động cơ để mà giết nó. Tướng công của ta có xin mấy chiếc Dương Hổ, không có nghĩa là giết Dương Hổ, cũng không có nghĩa là hắn có động cơ để giết Dương Hổ. Đại nhân, đó là suy đoán, đâu có phải là sự thật chứ? Ờ, phải à, đúng vậy đó. Im lặng. Tống Thế Kiệt đã bỏ lại chiếc giày ở tháp Lục Hòa, như vậy đủ chứng minh hắn ta đã giết chết Dương Hổ. Ý, cái này là cái gì đây? Trên đó có một chữ hồng. Ồ, cái này là của cô Tiểu Hồng ở Nghi Xuân Cát đó. Chiếc giày của Tiểu Hồng ở Nghi Xuân Cát còn sau đây vậy hả? Im lặng. Đại nhân, người đã làm gì với Tiểu Hồng? Hey, bổn quan là người có học, sao lại làm mấy cái chuyện đó? Ý, tại sao chiếc giày của Tiểu Hồng lại ở đây? Đại nhân, rõ ràng người có tư tình với Tiểu Hồng, người thiệt là quá đáng, sao dẫn tới công đường để tư tình? Ê ê ê, người đừng có đổ quan cho ta nha. Vậy chiếc giày này người giải thích ra sao? Có người cố tình là đem chiếc giày để ở đây để mà hủy hoại thanh danh của ta, vu oan cho ta là lằn nhằn với gái lầu xanh. Đại nhân, nếu người nói như vậy, ta cũng có thể nói có người muốn hãm hại vu oan cho tướng công ta, bỏ chiếc giày của tướng công ta lên tháp Lục Hòa để giá họa cho hắn. Nói hay lắm. Đúng vậy, nói hay lắm. Đại nhân, chứng cứ và động cơ không còn tác dụng nữa, xin đại nhân thả tướng công của ta ra ngay. Tống Thế Kiệt thật sự là hung thủ. Dân phụ Dương Liễu Thành tham kiến đại nhân. Miễn lễ. Tạ ơn đại nhân. Ta cho người biết, ta đã chứng minh được tướng công ta không có giết người. Người đừng có nói tướng công ta là hung thủ. Chính là hắn. Không phải. Hắn là hung thủ. Không phải. Tống Thế Kiệt đã có lòng ngưỡng mộ tới ta, hắn thấy ta bị Dương Hổ hành hạ đủ điều, cho nên đã ra tay. Đại nhân, Tống Thế Kiệt đã viết một lá thư cho Dương Hổ, vậy đó không phải là một chứng cứ hữu hiệu hay sao? Wow, người đàn bà này thì là ác độc. Không những là ác độc mà còn vô liêm sỉ và đáng ghét nữa đó. Tống Thế Kiệt đã từng gửi một lá thư cho Dương Hổ, và hôm xưa đại nhân cũng đã coi qua rồi, nét chữ của lá thư không có giống là Tống Thế Kiệt. Nhưng mà sau đó ta đã phát hiện ra, thì ra lá thư này Tống Thế Kiệt đã viết bằng bàn tay trái. Tống Thế Kiệt, có chuyện này hay không? Không phải, không phải do ta viết. Thế Kiệt, sau khi ngươi vào tù, đã nhờ người nhà của ngươi bỏ công sức hủy diệt các chứng cứ những chữ đã viết bằng tay trái của ngươi. Nhưng mà thiệt không may, trong thời khắc khẩn cấp như vậy, ta đã lượm được viên đá. Đại nhân, đây là viên đá tính vật của Bạch Linh Lung và Tống Thế Kiệt gặp gỡ lần đầu tiên. Và ở trên cục đá này có những chữ mà Tống Thế Kiệt đã viết bằng tay trái. Nếu như đại nhân không tin thì có thể đem so sánh với nét chữ trong thơ mà. Đi thì đâu có chuyện gì chứ. Đúng rồi, đưa ta coi. Đưa ta coi. Tống phu nhân, bà không sao có thể ngờ được tính vật gặp gỡ lần đầu của hai người lại là chứng cứ giết người của Tống Thế Kiệt. Vậy hả? Đâu có.
vô thái phụng xong phi dịch, tâm hữu linh tây nhất điểm thông. Mợ hai. Gì vậy? Không gì. Bà làm gì? Đại nhân, trên viên đá này không có chữ gì hết, dấu không thể là chứng cứ. Đại nhân, rõ ràng là bà quỷ diệt chứng cứ. Ta làm sao quỷ diệt chứng cứ? Bà đã dùng nội công mài hết các chữ. Ngươi mài một lần cho ta coi đi. Ngươi. Đại nhân, ta vẫn còn cách có thể chứng minh Tống Thế Kiệt chính là hung thủ. Nhưng Liễu Thành, chúng tôi có lỗi gì với cô mà không được, có không lao. Đại nhân à, tạm thời bãi đường. Thế Kiệt, con cũng bậy thiệt, tại sao con không liền đi cái viên đá đó chứ? Không phải đó thiếu già, đến lúc sống chết rồi còn giữ nó làm gì chứ? Không sao đâu, viên đó đã hết chữ rồi, bỏ hay không không quan trọng. Mợ hai à, mợ dừng công kiểu này có lẽ cái tay một tháng hết được đó. Ủa, không phải một tháng hả? Sao lâu quá vậy? Chứ xin lỗi, nếu không phải vì anh, em cũng bị thương vì làm bể viên đá đó, cũng tại anh không tốt. Tại em không tốt mới phải, lúc đó em không biết phải làm gì mới quỷ đi những chữ trên viên đá đó. Xin lỗi. Ê à, thiếu gia, thiếu phu nhân à, tôi cũng phục hai người luôn đó. Bây giờ mà còn kể chuyện cục đá cục kẹo gì nữa, mau kiếm cách để thừa kiện còn hay hơn. Không sai. Nếu như mà Dương Liễu Thanh ra mặt đó hả, linh lung con cãi không lại hắn đâu. Hắn gian trá lắm. Con không sợ. Con không sợ, nhưng mà tuyệt chiêu của mình đã ra hết rồi. Con còn một chiêu chưa ra. Chiêu gì? Ta mới chính là Tống Thế Kiệt phu nhân thật sự. Tống Bạch Thị, Dương Liễu Thành, cả hai người đều có lý lẽ. Vậy hai người có chứng cứ gì để biện hộ hả? Đại nhân, theo như Dương Liễu Thành nói, chồng của ta nghĩ tình quen biết sự với bả, động lòng bị Dương Hổ ăn hiếp nên giết Dương Hổ để mà trả thù giùm cho bả. Sau đó cùng với bả cao chạy xa bay. Phải, bả nói như vậy. Nếu nói như vậy thì quan hệ với Dương Liễu Thành và chồng của ta phải sâu xa lắm, và bả phải hiểu rành chuyện của tướng công ta. Đại nhân, ta muốn hỏi Dương Liễu Thành mấy câu. Được, ta nhận lời. Ngày thọ của tướng công ta là ngày nào? Sao đây, không biết trả lời hả? Vậy tướng công ta là người có huyện nào, tỉnh nào? Tỉnh Quảng Đông. Vậy là Đông Quảng Bảo An hay Phan Dư? Bảo An. Sai, tướng công ta là người huyện Phan Dư, tỉnh Quảng Đông. Và bà có biết tướng công ta thích uống rượu gì không? Không biết trả lời hả? Ta cho người biết, tướng công thích uống nhất là rượu Nữ Nhi Hồng. Hắn thích rượu này là vì không nồng không nhạt. Dương Liễu Thành, coi bộ người chẳng biết gì về chuyện của chồng ta. Tống Bạch Thị, bà nói vậy là ý gì? Đại nhân, Dương Liễu Thành cứ khăng khăng nói là có tư tình với chồng ta, nhưng sự thật chứng minh hắn không hay biết gì chồng ta. Vậy bà đã nói láo. Tất cả các chuyện đều do bà bịa ra để vu oan cho chồng của ta. Tống phu nhân, ta muốn hỏi lại bà một câu. Được, tự nhiên đi. Bà có biết trên vai của Tống Thế Kiệt có dấu gì hay không? Dĩ nhiên là ta biết. Trên vai của tướng công ta không có dấu gì hết, cho dù nốt ruồi cũng không có. Thì không có gì hết. Không, tuyệt đối không. Bà đã sai, hắn có. Nè, ngươi đừng hòng giở trò. Trên vai hắn có cái dấu gì, không lẽ ta không biết hay sao chứ? Ta nói không là không. Đại nhân, xin đại nhân hãy cho người xem xét qua vai của Tống Thế Kiệt là sẽ được minh bạch. Được, người đâu, cởi áo của hắn. Không biết gì nữa. Dạ có đại nhân. Sao có dấu răng vậy? Bề ngoài ta làm như là không biết gì người đàn ông này hết, nhưng mà sự thật thì hắn một lòng si tình với ta. Còn ta thì không chịu được sự cám dỗ của hắn. Dấu răng đó đêm hôm đó ta để lại trên mình của hắn. Bà không nghĩ là của bà chứ, Bạch Linh Lung.
Linh Lung, nghe nói anh Linh Lung. Tao thấy Linh Lung. Linh Lung à, Linh Lung à, nghe giải thích đi mà Linh Lung. Linh Lung à, Linh Lung, nghe nói đi Linh Lung à, Linh Lung, Linh Lung. Cả vợ của người cũng bỏ người đi. Người đâu? Đem giam hắn lại, chờ ngài tuyên phán bãi đường. Thiếu gia. Linh Lung. Cha. Thiếu gia. Thế Kiệt, còn thế nào? Linh Lung còn giận con, tại sao lại không tới vậy? Chuyện gì? Thiếu phu nhân nhờ tôi trao cái này lại cho cậu. Đưa ta. Được rồi. Tại sao? Lúc này chỉ có việc chồng bỏ vợ, tại sao mà viết giấy bỏ chồng cho ta chứ? Tôi đâu có biết. Mã viết lại lá thư này rồi á, ôm cậu nhỏ cùng với cậu anh bỏ đi đó. Chuyện xảy ra nào? Tôi nghĩ bây giờ họ đã rời khỏi thành rồi. Tại sao giữ bỏ lại? Tại sao? Tại sao giữ bỏ lại chứ? Đừng có ồn mà. Hey, Linh Lung giỏi giỏi như vậy, ai mà có thể cản nổi chứ? Con nha, đã tự làm bậy mà còn trách người ta nữa. Bỏ mặt ta. Tả tôi ra. Mau tả tôi ra. Tả tôi ra. Tả tôi ra. Làm gì đó? Tả tôi ra. Con cấm miệng. Uổng công con là con của Trạng Siêu Thùng Vàng, chỉ gặp có một ít khó khăn thôi thì đã bấn loạn tinh thần rồi. Linh Lung chỉ là nóng giận nhất thời bỏ đi thôi. Đáng lẽ con phải nên nghĩ cách làm sao để mà rửa thoát tội cho mình, để tự cứu mình mới đúng chứ. Cậu có cách thì sao chứ? Ở ngoại thành Hàng Châu có 113 mẫu ruộng. Wow, sao mà nhiều ruộng dữ vậy? Đường Viên Bảo có lương dầu và tiệm cầm đồ 1 căn, đáng giá 52 vạn 7.000 lượng. Ở Nguyên Lý có 3 dãy nhà lớn, đáng giá, để coi, 32 vạn 8.000 lượng. Còn nữ trang tính sơ bộ, để coi, đáng giá 89.000. Tổng cộng hết thảy 140 vạn 6.000 lượng. Được rồi, không cần phải tính từng món nữa. Người đổi hết ngân phiếu cho ta một lượt đi. Hả? Có thể hay không? Đổi hết trong một lần. Chuyện gì? Người mua không nổi sao? Không phải, chỉ là mấy món đồ này của Dương lão gia tặng cho bà, bây giờ bà bán nó đi. Còn cái nhà này, khi bà về Hàng Châu thì sao mà ở chứ? Cái gì? Ta còn về Hàng Châu à? Chuyện gì ta phải về Hàng Châu? Trời đất mênh mông, ta thích đi đâu thì ta cứ đi. Không cần phải nói thêm, cứ làm theo lời của ta đi. Dạ được. Thiếu gia. Thế Kiệt. Thiếu gia. Tiên Nhân. Thế Kiệt, ngươi đừng như vậy. Ta vì bất đắc dĩ mới làm như vậy mà thôi. Ngươi đừng trách ta. Ta xin lỗi. Cái người đàn bà gian trá này không có kết quả tốt đâu. Đóng kịch hay đến nỗi làm cho cả nhà đều bị bà lừa gạt. Không lẽ mình nghĩ không ra cách để cứu cậu hai hay sao? Thang đường quỳ vô. Tội phạm Tống Thế Kiệt. Đại nhân, ta bị quan mà, ta không giết người. Là Dương Liễu Thành giết người, đổ quan cho ta. Thế Kiệt, chuyện đã đến nước này rồi, sao người vẫn còn như vậy? Liễu Thanh đời này kiếp này vẫn nhớ tới người. Ngươi còn đóng kịch. To gan, tới phiền người nói hay sao? Vụ án người đã giết chết Dương Hổ, chứng cứ rành rành. Theo luật lệ của Đại Thanh, phán người trảm lập quyết. 3 ngày sau. Lão già. Bãi đường.
quá, vô hàng quá, tôi cần phải giết người, tôi cần phải giết người. Cô Hai, đại nhân. Tiểu Yến à? Anh tự bị quan mà. Đừng nói ra. Anh đã bị quan mà, cái đây mới hàng cho anh giống ở với em. Không thể nói. Tiểu Yến, anh phụ lòng của em. Lão già ông không sao chứ? Lão già kia, Tiểu Yến à? Dư phu nhân. Dư phu nhân sao khách sáo quá vậy? Mấy hôm nay Tống Thế Kiệt có hành động đặc biệt gì hay không? Không có, cũng vậy thôi. Y như là xác chết còn sống. Còn có người nào đến đây thăm hắn hay không? Có mà. Tối hôm qua khi không có một cô nương khoảng 18-19, chính là cô Diên Tiểu Yến. Hai người họ nói cái gì? Ta không để ý. Họ trò chuyện một hồi thì khóc lóc với nhau, ôm đầu ôm cổ. Nếu không biết sẽ nghĩ là hai vợ chồng đó. Phải, sau khi cô nương đó bỏ đi, Thế Kiệt như đờ ra, rồi ngồi xuống đất, cái miệng lẩm bẩm và viết chữ không ngừng. Viết cái gì? Ta không biết. Hắn viết xong xóa bỏ đi dụng giấy đất, ta đã lượm về. Chính là tấm giấy này đây nè. Nè, là giấy này nè. Cô tự đọc đi. Đọc đi. Liễu Tương Y, Yến Lệ Liên, khả nương quy khứ vô Liễu Y. Quay, nhanh tay chút đi. Xin lỗi nha vị đại ca này, xin hỏi Tiểu Yến cô nương có phải dọn nhà hay không? Cô quen biết Tiểu Yến cô nương sao? Phải, ta là chị em đồng hương của chị ấy. Ta có tìm tới đây để tìm chị nữa. Cô đã dọn vào nhà họ Tống rồi, cô đến đó tìm đi. Cô không biết đường hả? Không phải. Cảm ơn như vậy đại ca, cảm ơn. Sau khi không lại dọn cho nhà của họ Tống. Liễu Tương Y, Yến Lệ Liên, khả miên quy khứ vô lưu khứ, lan tình thiếp ý, khâm tá song phi bỏ dịch yến, dân nhũ tình nồng, nhĩ tư tự chim. Tống Thế Kiệt. Thế Kiệt. Tiểu Yến, đã kêu em đừng có tới đó mà, em còn tới làm gì chứ? Em đã suy nghĩ kỹ, hay là để cho em nói ra hết chân tướng nghe được không? Đừng có khờ, không thể nói ra đâu, nếu không sẽ bị hư danh tiếng. Huống chi Hùng tình tốt với em như vậy, em không nên phụ lòng của hắn. Em không thể như vậy được. Không lẽ em để đứa nhỏ trong bụng chưa chào đời đã mất người cha sao? Em nói cái gì? Em đứa có con của anh. Tiểu Yến, anh còn nhớ không, cái đêm mà Dương Hổ bị chết, rõ ràng anh ở chung với em. Nếu như anh nói ra, anh đâu có bị chết, phải không? Anh không nói ra, nói ra sẽ hại đời của em. Chưa tới phút cuối cùng đó mà, anh chỉ có thể nghĩ ra cách. Chứ còn có một ngày nữa là anh bị xử quyết rồi. Huống chi tuy là Dương Liễu Thành đang cấp đi chiếc giày của anh, nhưng mà hắn đâu có ngờ chính em đã đỡ anh về quán trọ. Chứ cần em chịu nói ra thì anh đâu có bị chết. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như em nói ra, người ta sẽ khi dễ em. Từ nay không thể ngẩng đầu làm người đâu. Anh đã sắp chết rồi, danh dự của em có đáng gì? Hơn nữa, em có thể chứng minh là ngày hôm đó anh không có ở tháp Lục Hòa. Em có chứng cứ? Ừ, anh có nhớ không, lúc em đỡ anh về quán trọ, có gặp được một người gõ canh. Người gõ canh còn hỏi em là ai.
Em nghĩ hắn nhất định nhận ra được anh, chứ cần mình truyền hắn đến Quảng Châu là được rồi. Nhưng mà anh... Anh đừng vô dự nữa. Bây giờ em đi đánh trống thì ít nhất cũng có thể kéo dài được một tháng. Được. Tiểu Yến, nếu như em rửa thoát tội dành cho anh, anh nhất định cho em một danh phận. Lão già, ông nghĩ Dương Liễu Thanh có xuất hiện hay không? Ê, khó nói lắm. Người đàn bà này rất thông minh, nhưng mà chúng ta hết đường chọn lựa rồi. Nếu như có cơ hội thì mình nhất định phải làm. Mong là ông trời có mắt. Nếu Dương Liễu Thanh không xuất hiện thì thiếu gia sẽ bỏ mạng đó. Quê, quê, xuất hiện rồi kìa. Quê, quê, có chừng bà thấy người đó. Dạ. Sắp tới rồi mà, khi đến nhà môn sẽ bể mánh. Hay à, sao còn chưa ra tay chứ? Ra tay đi. Đúng rồi, còn chờ gì nữa? Ra tay đi. Thì ra là ngươi. Tiểu Yến, tại sao cô với lại công tử, tại sao lại như vậy chứ? Cái gì tại sao? Nói ra ngươi không có hiểu đâu, con mất mới gì tới ngươi. Sao lại không? Trong lập thật sự sao với cô không hay biết hay sao? Công tử đã có vợ con rồi, sao cô lại không tự ái vậy? Bây giờ tin là ngươi hãy bình tĩnh chút đi có được không? Ta với công tử nhúng lợ yêu nhau. Cô à, trời ơi, sao thằng quý này lại chạy ra đây? Phải rồi, ta đã không nói với hắn mà. Hay à, không ngờ hắn chạy theo tới đây. Đi theo ta. Buông ta ra. Tiểu Yến. Tiểu Yến. Tiểu Yến. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ây da, sao mà người nóng nảy quá vậy? Lần này thiếu gia bị người báo hại rồi. Này, lần này không những là người hại tới cậu hai mà còn hại tới Tiểu Yến đó. Tiểu Yến. Tiểu Yến, cậu tỉnh rồi, tỉnh hả? Tiểu Yến. Các người đừng rầy anh Tinh. Anh không có biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Ta phước to số lớn, không có sao đâu. Cô không sao thì tốt rồi. Như vậy mọi việc sẽ sáng sủa, thiếu gia sẽ được cứu. Lão gia, thật ra câu chuyện đằng sau. Hey, ta không giấu gì người. Thật ra Tiểu Yến và Thế Kiệt, hai người vốn không có gì cả. Chúng tôi làm như vậy chỉ là muốn cho Dương Liễu Thanh mắc kế mà thôi. Đúng vậy. Ngươi vẫn không hiểu hả? Dương Liễu Thanh cứ nói Thế Kiệt là gian phu của nó, cho nên Thế Kiệt mới có động cơ giết chết Dương Hổ. Hiểu, điều này ta hiểu. Nếu như Thế Kiệt và Dương Liễu Thành không có gì thì... Vậy là cậu hai không có động cơ giết người. Cho nên chúng tôi phải tạo ra một người đàn bà có gian tình với lại Thế Kiệt, làm người tình ẩn hình. Tiểu Yến, ta chính là người tình ẩn hình đó. Ừ, không sai. Khi Dương Liễu Thành sanh lòng nghi ngờ, có nghĩa là sợ người ta nghĩ bả và Thế Kiệt không có gì, nhất định sẽ ngăn cản Tiểu Yến lên công đường. Và khi bả đổ quan Tiểu Yến thì chúng ta có thể chỉ chứng bả đổ quan Thế Kiệt. Ừ, người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu hết rồi. Ta cũng thấy lạ, sao khi không Tiểu Yến lại có tư tình với công tử chứ. Tiểu Yến à, xin lỗi nha, chút xíu báo hại đến cô và làm hư chuyện lớn. Bây giờ người mới biết hả? Hey, người đã báo hại thiếu gia đó. Hey, vậy là sai. Có thể nói lần này thiệt là trời xui đất khiến, khiến cho ta ở trên lầu nhìn thấy bả, nửa tin và nửa ngờ. Ừ, nhưng mà cũng nhờ Hùng Tinh xuất hiện mới xảy ra chuyện chết người, cho nên ta nghĩ bả tin là thật đó. Lão gia, ý của lão gia là Dương Liễu Thanh có thể xuất hiện hả? Phải không? Trước ngày mai bả nhất định xuất hiện. Tới chừng đó thì chúng ta sẽ bắt rùa trong lù. Liễu Tương Y, Quy Lệ Liên, Khở Liên Quy Khứ Vô Lưu Ý, Mật Địa Kinh Hồn Xung Sắc Biên, Tình Nan Xá Mộng Di Toàn, Mặc Đạo Không Quê Độc Thủ, Lan Tình Ý Thiếp, Dân Tác Song Phi Lẽ Dịch Yến, Dân Nhũ Tình Nồng Nhĩ Tư Tự Chim, Tấm Thế Kiệt. Đê tiện, hai người đừng có hòng.
ngất xỉu rồi. Lần này Thế Kiệt được cứu rồi. Đừng nói thêm, bắt hắn đi nha môn. Thành Đông. Tiểu Yến à, sao nặng tay quá vậy? Nếu đánh trúng bàn tay sẽ chết người đó. Ta đâu biết là ngươi, ta cứ tưởng là Dương Liễu Thanh. Nhẹ chút. Ngươi cũng bậy thiệt. Đã kêu ngươi canh gác mà, sao ngươi lại chạy vô chứ? Lão già, tôi đứng gác lâu quá, định là vô uống ly trà. Không ngờ thằng Tinh nó trùm cái bao lên đầu tôi, nện cho tôi một trận. Trời ơi, đau muốn chết luôn. Xin lỗi hả? Để tôi đánh ngươi một trận rồi xin lỗi nha. Lỡ đây. Bỏ đi. Chỉ là hiểu lầm thôi. Ê, trời sắp sáng rồi, ta nghĩ bà không tới đâu. Lão già, bây giờ làm sao? Bình tĩnh. Mau lên đi Đông à. Hả? Sao không có động tĩnh gì hết vậy? Tôi đâu có biết. Không lẽ ta suy đoán sai? À Tiểu Yên à, không cần phải sợ, sắp tới hình trường rồi, đừng có sợ nha. Bẩm đại nhân, đã tải phạm nhân tới. Vụ án nhà Dương Báo, Dương Hổ bị giết sau khi được tri phủ Quảng Châu điều tra, đã bắt được tội phạm Tống Thái Kiệt. Xét tội phạm vì đam mê nữ sắc của Dương Dương Thị, kết quan nhiều lần với Dương Hổ, rồi mưu sát Dương Hổ trên tháp Lục Hòa. Bổn án có nhân chứng Dương Báo với Dương Dương Thị làm chứng. Ây giờ mau lên, sắp tới giờ rồi, mau lên. Hey, sao Dương Liễu Thành vẫn chưa ra tay vậy? Mau lên. Hey, mau lên. Đông à, chuyện gì? Dương Liễu Thành ra tay đó. Hả? Ta bắt được hắn rồi. Đông à, phóng tín hiệu kêu tiếng cản lại ông Quang đi. Nếu không, khi mà chúng ta áp tải cái người đàn bà này tới đó đó hả, thì Thế Kiệt sẽ bị nguy ngập. Là đàn ông đó. Ê dạ, mắc kế rồi. Đông à, đừng có phóng. Hả, chuyện gì hả lâu vậy? Vô cùng đã thành công. Bắt được Dương Liễu Thanh rồi. Kêu đi. Sao lại không kêu? Là ngươi, ngươi muốn sao? Muốn cứu Tống Thế Kiệt à? Không có dễ đâu. Ta bắt tên dâm phụ ngươi, chính mắt nhìn thấy hắn chết. Tại sao vậy? Tiểu Yến còn chưa tới.
Thả khó tín hiệu rồi đó mà. Tại sao không ra cản chứ? Không được. Đây trước mắt là dân Ba Tánh thành Quảng Châu, sự chém Tống Tài Kiệt để làm gương. Quan quá đại nhân, ta còn muốn giết người, tên là quan quá đại nhân à? Sợ? Có phải nóng lòng lắm hay không? Nhìn thấy người yêu của mình chết, ta cũng biết được, rất là khó chịu. Bà thật là ác độc. Ta ác độc so với gian phu dâm phụ hai người đâu có khác gì là ta. Thật ra hai người có thể ép chết ta để sống chung với nhau đâu có dễ gì. Bây giờ chỉ cần Tống Thế Kiệt chết đi thì ta sẽ cho ngươi được tội nguyện xuống dưới với hắn. Tên là quan quá, quan quá, quan quá đại nhân hả? Quan quá đi, quan quá, tên là quan, quan quá đi, tên là quan quá, tên quan quá. Ta cùng giết người, ta cùng giết người, không có. Cho ta một ngày đi, cho ta một ngày đi, cho ta một ngày, cho ta một ngày đi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.